độc tố có độc đấy. Mấy kể nha, tàn độc tố đi, nguy hiểm lắm, không ăn được đâu. Không ăn được anh. Tiếc thế. Không tiếc tiếc, anh nhằm ra ngoài kia đi, không ở trong đây lạc đấy. Đi đi. Thôi đi nhanh đi đi đây. Quả wow, kỳ nhỉ, xong không thấy con đường mòn ngoãi nhỉ. Oh no. Đâu, anh nhằm đi bên này nào. Mà đi đây, cẩn thận nha. Anh em ngồi đây nghỉ đi. Anh chắc chắn hai anh em mình đi lạc rồi. Đúng rồi, tiết ạ. Anh em mình đi nãy giờ không thấy con đường mòn đâu cả. Anh bây giờ em đói quá. Ừ, em đói à? Ở vậy thì em ngồi yên đây nhá. Anh đi tìm xem ở trên mấy cái cây này có gì ăn không nhá. Nhớ là phải ngồi yên đây nhá. Không tìm mà đi lạc nhá là không tìm được đâu ấy. Thấy chưa? Không đi đây.
con heo ấy. Ai vừa nãy em ăn tí chứ mà không ăn giảm cân. À, anh nhìn thấy kia rồi. Tôm, anh em sẽ có một bữa tôm ngon nè. Đây, anh em sẽ dùng này bữa tôm nha. Hình như đằng kia có khói ấy. Nó thật đấy. Các cháu làm gì thế này? Các cháu biết đốt rừng là nguy hiểm lắm không? Thật chú à, dạ hôm nay cháu với em cháu bị lạc ở trong rừng nên cháu với em cháu phải sinh tồn ạ. Rất thông cảm là đốt lửa để sinh tồn. Nhưng các cháu lưu ý này, phải đốt những nơi thoáng đãng, không có cây cối. Các cháu hiểu không? Vâng, mà cháu hiểu rồi ạ. À mà các bạn ơi, các bạn lưu ý nha. Nếu mà các bạn đốt lửa trong rừng ấy, các bạn nên lấy nước rộ lửa nhá để phòng tránh nguy cơ cháy rừng nhá. Theo bác nào.